Bonsai Thiết Sự xin chào đón quý vị và các bạn, và chúng ta lại gặp nhau trong video một cây vú sữa cho bạn Mr. Khỏe tại Nguyên Lý Lý Nhân Hà Nam. Đây là một cây vú sữa có một cái cung cũng rất đẹp các bạn. Cây tỷ lệ thì cũng rất là vừa. Từ gốc lên đến tầm này thì nó rơi vào khoảng một mấy nhỉ? Cũng chỉ 1m3, 1m4 thì thôi. Ăn vào cái cung của cái nhịp này. Thì hiện nay thì quý vị các bạn đang theo dõi thì nó đang có được trẻ ra làm đôi. Được trẻ ra làm đôi. Thì chúng ta nếu để theo lấy cái cốt chuyển mình từ cốt, từ bệ, từ gốc lên thì chúng ta sẽ lấy phía đằng này. Phía đằng này nó thuận với lại cái cốt của cây. Hai nữa là cái cốt này nó to hơn cái cốt bên này. Tất nhiên là cái đoạn này chúng ta vẫn sử dụng. Tuy nhiên thì trong cây thì nó hai cái mà bằng nhau thì chúng ta sẽ phải cắt một bên thò một bên thụt. Thì bên này chúng ta sẽ cắt bên dài. Còn bên này chúng ta phải cắt bên ngắn. Thế thì ở cái bên này thì Tiến Sự chỉ muốn cắt tới vị trí này thôi các bạn ạ. Cắt vị trí này thôi. Đó. Còn cái phần phía ngoài này mặc dù nó không phải là xấu nhưng mà do nó tỷ lệ nó cũng bằng với bên kia thì chúng ta phải bỏ đi một. Để cây nó có cái độ lệch không, vì đây không phải là còn là cây bóng mát nữa các bạn nhé. Trước cũng là một cây bóng mát nhưng mà cắt chuyển mình thành cây nghệ thuật rồi thì chúng ta chuyển thành cây bonsai, nó là hàng to các bạn. Chúng ta chuyển cây dáng thế thì bây giờ thì chúng ta sẽ lấy cái ngọn chính ở cái vị trí này, ngọn chính ở cái phụ này thì chúng ta có thể là sẽ cắt ngắn đi để lấy một cái tay về phía đằng kia cho nó gọi là 3D đi các bạn nhé. Đó, ba thì chúng ta vế nào chúng ta cũng có tay có cành. Còn chúng ta sẽ dùng cái ngọn chính ở phía đằng này. Còn ở phía bên này thì chúng ta khi mà nó có cái ngọn chính này rồi thì chúng ta cũng phải bỏ cái ngọn này đi. Chúng ta sẽ có thể là giật cấp gì đó để lấy một cái tay để cho nó ấy thôi. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta phải cắt đến đây. Cắt đến đây thì nó lại có cái mầm vế đằng này. Thì tạm thời thì chúng ta sẽ cắt đến đây. Đó. Thì chúng ta sẽ đón được một cái mầm ở cái này. Nó có đằng này rồi đấy. Nhưng mà thì cứ tạm đến đây hả các bạn nhé. Còn nếu nó có cái mầm ở vị trí này cho thì là đẹp nhất. Hy vọng rằng là nó sẽ đẩy được cái vị trí này ra. Đây các bạn thấy là nó cũng đang đẩy rất là nhiều mầm. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ cắt cái điểm này đi. Và điểm tiếp theo chúng ta sẽ cắt cái điểm này. Chúng ta cắt để lại một cấp. Vế đằng kia nó có mầm rồi thì chúng ta sẽ có thể là sẽ ra được một cái gì đó. Ở cái vị trí cái thân trước đây nó là còn một cái thân thẳng lên. Đã cắt chuyển sang đây rồi thì bây giờ chúng ta sẽ phải khoét cho nó nghệ thuật để cho nó hòa vào với cái cốt của cây. Đây bạn lên lấy cái gì cạo hết cái sơ dừa xuống cho nó thổi sạch đi để sẽ vẽ cái cắt thế này. Đấy cứ dẫm vào các cái giáo này cho nó khỏi bị đấy. Ở phía bên kia là cây sung đã được xong rồi, nhưng mà đây là sung kê, bên này là mặt sau. Đây là một cây dưới nữa cũng đã được thực hiện xong rồi. Phía kia là một cây me thì rất là quái đẹp. Rồi chúng ta ra mặt trước đi. Nó đây các bạn, đó. Một cây me rất đẹp, có cái độ gập gù tự nhiên. Chúng ta lại trở lại cây vú sữa.
Bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ cái trục này đi lên, thì chúng ta lấy một cái ngọn chính ở đằng kia. Thì hiện nay cái cung của nó thì nó sẽ đổ về đằng kia các bạn, thì chúng ta lại phải lấy cái ngọn hồi trả lại cho bên này. Thì chúng ta sẽ lấy ngọn ở vị trí này để chúng ta trả lại độ cân bằng. Kéo mầm đằng kia lại để ý nha. Rồi, quý vị và các bạn đang theo dõi, đây là cây vú sữa. Lúc đầu thì cắt đến đây nhưng mà các bạn nhìn thấy nó vẫn còn chặt súng. Bây giờ thì chủ nhân về rồi, bắt đầu mới quyết định chia sẻ với chủ nhân là phải cắt kỹ xuống đây, thì để đây chúng ta sẽ làm cái tay chốt. Đó, thì cũng rất may là mầm có rồi, cho nên là nó theo vị trí của chúng ta. Thì chúng ta sẽ lấy được cái tay này. Vị trí cái tay này nó có cái vế để đối, thì nó có gì rồi. Thì bây giờ quyết định là cắt cái chữ V đi các bạn nhé. Thì sau này cây mới quý được. Đấy, chủ nhân đã ok thì chúng bắt đầu cắt. Đấy, mầm ngoài đấy. Cây của em bố bảo em bê về chứ để đấy ông ấy làm mất màu. Cây già nhất tiền đấy. Ông làm cái gì? Ông bảo cây của em chạy nước anh đi vào nước này đi cho anh nữa. Anh đi nước. Mấy đứa em về để anh chăn này cũng. Mẹ cứ ba muốn mẹ làm gì cây để tốt. Một lần phun thuốc bệnh thì ông ấy mẹ cho bao nhiêu phân nhỉ? Làm điểm, không đem, không đem, không đem.
cây của mình mẹ ná nó bé tí ông. Bây giờ ông phải vào ná mới cho ông ổn. Thế thì coi là xong rồi đấy. Mà nó đầy những tấn. Cỗ này nó rắn. Đừng bày nữa, chờ bỏ cơ ra. Đưa bày nữa. Rồi khi cắt thì các bạn thấy là nó không tranh chấp nữa, mạch lạc hơn. Như vậy là cây có cây vú sữa theo kiểu bóng mát. À đây, có cái như kiểu chặt súng ở cái chỗ này, như chia sẻ cái phần gần cuối video đấy các bạn. Cái ảnh nó hơi mờ, các bạn thông cảm nhé. Nhân sự chỉ có dùng chân chất này thôi, không có kỹ xảo máy tính gì hết. Điện thoại lưu lại và làm cái dữ liệu trước khi cắt và sau khi cắt, hoặc các bạn có thể nhớ ở đầu video và cuối video. Đó, thì đây cắt đi để chuyển làm cây dáng lão cho nó mạch lạc. Thì ở cái điểm này là làm cái tay chốt đã có mầm và cũng đã demo dây vào đây rồi. Sang vị trí này thì cho nó khỏi trống thì chúng ta làm cái tay hai cũng đã có mầm ở vị trí này rồi. Tiếp tục sang cái vị trí này chúng ta làm cái tay phóng theo cung của cái cốt này, và đây là cái cổ ngọn được trả lại cho về phần gốc để cây nó không bị nghiêng đổ về đằng này. Khi mà nó nghiêng về đằng này thì chúng ta lại trả lại về đằng này, nó có sự cân bằng. Cắt thì hơi đau một chút nhưng mà sau cây nó sẽ chất. Cho nên là Tiến Sự cũng chia sẻ với chủ nhân rồi, quyết định làm cho đến cùng, cho nó đẹp luôn, sau không phải cắt lại nữa. Và bây giờ thì cũng xin đã khép lại video ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn lại chuẩn bị cuối tuần rồi, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, đặc biệt là những bạn mới. Các bạn mới làm hoặc các bạn đang tập chơi thì các bạn cần tham khảo qua một số những kênh chuyên làm cây. Còn các bạn muốn có cây rồi, các bạn muốn tham khảo giá thì các bạn có thể vào những cái kênh anh em chuyên đi các hội chợ để cập nhật về giá cả về cây. Còn Tiến Sự thì chuyên phục vụ về cắt cây, tạo dáng, tạo sẹo, thiết kế cây cũng như bệ đá, ký đá, gài đá rồi tiểu cảnh. Có gì thì chia sẻ cái đấy, và đôi lúc có thể là mệt quá tư duy hoặc là mệt nhọc cũng không thể chia sẻ cặn kẽ được thì quý vị hết sức thông cảm cho. Rồi đa phần thì Tiến Sự phục vụ các video làm thực tế luôn, không có kỹ xảo gì hết, cứ thực tế luôn các bạn nhé. Và các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tiến Sự. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị video sau.